Song Hye-kyo tiết lộ sốc từng bị chính người thân thiết tống tiền và dọa tạt axit hủy hoại sự nghiệp. Song Hye-kyo bị chính người quản lý cũ gửi thư đe dọa tạt axit nếu không chuyển cho hắn 250 triệu won. Chuyện các ngôi sao đình đám bị chính quản lý, bạn bè hay thậm chí cả người thân lừa đảo tiền bạc, tài sản đã không còn quá xa lạ. Do quá tin tưởng người khác, nhiều minh tinh thậm chí còn không may bị đe dọa đến tính mạng, lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ít ai biết rằng Song Hye-kyo, ngọc nữ đình đám của màn ảnh Hàn, cũng từng bị chính người thân cận hãm hại. Câu chuyện về nữ diễn viên họ Song và mẹ ruột bị tống tiền và đe dọa đã từng được nhắc đến trong chương trình Drama Hits của đài Channel Ace, khiến công chúng choáng nặng. Vào tháng 1 năm 2005, mẹ của đại mỹ nhân Song Hye-kyo đã từng nhận được một lá thư tống tiền. Số tiền kẻ lừa đảo muốn lên đến 250 triệu won, tương đương 5,4 tỷ đồng. Trong bức thư, kẻ tống tiền còn cho hay hắn đã chuẩn bị sẵn những thùng lớn chứa axit chlorhydric và chất gây ảo giác để tạt vào Song Hye-kyo và mẹ cô nếu hai người không chịu gửi tiền cho hắn. Nếu bà không gửi cho tôi 250 triệu won, thì tôi sẽ tạt axit vào bà và Song Hye-kyo. Nếu bà không muốn nhìn thấy cơ thể của con gái mình bị thối rữa và hủy hoại trong suốt phần đời còn lại, thì bà nên suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. Tôi đã chuẩn bị một lượng lớn axit và thuốc gây ảo giác. Kẻ tống tiền đã để lại lời đe dọa. Sau đó, mẹ của Song Hye-kyo lập tức chuyển nữ diễn viên đến trú ẩn ở một địa điểm khác và báo với cảnh sát. Trải qua cuộc điều tra, thủ phạm tống tiền và đe dọa tạt axit cuối cùng đã phải lộ mặt. Đáng buồn thay, chính cựu quản lý của Song Hye-kyo, người từng đồng hành cùng nữ minh tinh trong 3 năm trời, lại chính là người có ý đồ xấu với cô. Theo kết quả điều tra từ phía cảnh sát, mẹ Song Hye-kyo đã khóc không ngừng khi biết được danh tính của kẻ tống tiền. Ban đầu, mẹ nữ diễn viên nghĩ rằng thủ phạm là một kẻ nào đó đang gặp khó khăn về tài chính. Tuy vậy, khi biết quản lý thân cận có ý định hãm hại, lừa đảo con gái mình, mẹ Song Hye-kyo đã từ chối tin vào sự thật. Bà thậm chí còn tuyên bố điều đó là không thể, tôi không tin điều đó. Người quản lý này trước đó đã bị cho nghỉ việc vì lý do không minh bạch trong vấn đề tiền bạc, thường xuyên tiêu tiền với lý do không chính đáng. Mẹ của Song Hye-kyo sau đó quyết định không kiện hắn ta. Sau khi bị sa thải, quản lý đó gặp khó khăn về tài chính, sống vật vờ, ngủ tạm ở khắp các nhà tắm công cộng. Trong thời gian này, anh chợt nghĩ đến Song Hye-kyo và sự nghiệp thành công vang dội của nữ diễn viên, nên mới nổi lòng tham, lên kế hoạch tống tiền và đe dọa cô cùng gia đình để lấy tiền. Các thành viên trong dàn cast của Rumor X cũng không giấu được sự ngạc nhiên và choáng váng trước thông tin thủ phạm tống tiền chính là quản lý thân cận với Song Hye-kyo. Ai cũng biết, các ngôi sao đều coi người quản lý như thành viên trong gia đình, đối đãi với họ bằng tình cảm chân thành. Quản lý là người luôn có mặt trong tất cả các sự kiện của người nổi tiếng, theo chân các diễn viên trong mọi lịch trình và dành trọn thời gian để chăm sóc cho ngôi sao. Song Hye-kyo chia sẻ bản thân đã khóc rất nhiều, thậm chí suy sụp và mất niềm tin vì người cô xem như thành viên trong gia đình lại có mưu đồ hãm hại. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh và xem xét, nữ diễn viên và mẹ không truy tố hay kiện tụng cựu quản lý vì tình nghĩa trước đây, tin rằng người quản lý sẽ không bao giờ làm điều như vậy nữa. Song Hye-kyo là ngôi sao rất hiếm gặp scandal trong sự nghiệp, nhưng đến năm 2014, cô đã bị Tổng cục Thuế Hàn Quốc tố cáo gian lận thuế trong 3 năm, 2009-2012, với số tiền lên đến hơn 2,5 tỷ won. Song Hye-kyo sau đó phải cúi đầu xin lỗi, và đó là vết nhơ lớn trong sự nghiệp của cô. Ngày 10 tháng 3, Song Hye-kyo xác nhận đóng chính trong bộ phim Now, We Are Breaking Up cùng Jang Ki-yong, Choi Hee-seo và Kim Joo-hyun. Chị đẹp đóng vai Hai Jong-yeon có phong cách ăn mặc thời thượng. Jang Ki-yeon sẽ vào vai nam chính Jong Jae-kook, một nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng, vừa đẹp trai lẫn thông minh. Cả hai có chuyện tình lãng mạn nhưng cũng có hiểu lầm dẫn đến chia ly đúng như tên phim. Nhưng rồi, liệu họ có về lại bên nhau? Cùng chờ xem sự tái xuất trên màn ảnh của Song Hye-kyo nhé!